Vâng, em lại ngắt ô tô. Xin kính chào toàn thể quý vị, quý anh chị bạn đã tiếp tục và quay trở lại đồng hành cùng với em trong video clip ngày hôm nay. Vâng, trong video ngày hôm nay em gửi đến cho toàn thể quý vị anh chị bạn một cái mẫu xe vừa cập bến tại cửa hàng bên em nhé. Chiếc màn hình nhỏ của quý vị anh chị bạn, đây là một mẫu xe nhỏ gọn tiết kiệm nhiên liệu. Vâng, đó là một mẫu xe Kia Morning được sản xuất 2016 quý vị nhé. Với động cơ máy của nó là 1.25, trang bị hộp số sàn. Vâng ạ, một chiếc xe phải nói rất là đẹp cho mọi người lựa chọn, một chiếc xe đẹp hoàn toàn không lỗi quý vị nhé. Hoàn toàn không lỗi nhỏ nhé, và được lên full đồ rồi. Đấy, trang bị hệ thống màn hình Android xịn sò, la răng đúc, bộ la răng phay rất là đẹp nha quý vị nhé. Sơn xi màu trắng ngọc trai. Bác nào quan tâm mẫu xe này, alo trực tiếp cho em Ngát Ô Tô qua số điện thoại là 0866010016 quý vị nhé. Để được sở hữu ngay cái mẫu xe Kia Morning đời 2016 này với giá tốt nhất quý vị nhé. Vâng, bây giờ thì xin mời anh chị các bạn cùng em đi vào chi tiết ở cái mẫu xe Kia Morning đời 2016 này. Vâng, về phần tổng thành sơn xi của xe thì mọi người có thể thấy là sơn xi của nó rất là sạch đẹp, sáng bóng luôn. Đấy, sơn thì em mới sơn quây, sơn phồm cả xe rồi, đúng không ạ? Tiểu sử của xe thì đương nhiên là xe có chạy qua dịch vụ taxi các bác nhé. Vâng, xe có chạy qua dịch vụ taxi. Con này đăng kiểm của nó thì vừa hết đăng kiểm xong thì bên em sẽ hỗ trợ là đăng kiểm mới cho mọi người. Đấy, có nghĩa là đăng kiểm mới tinh đến tháng 1/2025 đấy ạ. Đấy, đăng kiểm mới tinh luôn. Có cam lùi đầy đủ này. Đấy, có màn hình, có cam lùi đầy đủ nhá. Lốp dép thì mới cải gian. Đây các bác có thể xem này. Bộ la răng này là chủ xe lên bộ la răng này tầm khoảng 6 triệu nhé. Đấy, chủ xe mới lên bộ la răng này 6 triệu này. Rất là đẹp này, bộ la răng phay này. Lốp dép mới các bác nhé, lốp dép mới nhé. Và đặc biệt hơn là chiếc xe này thì bên em có cam kết bảo hành cho mọi người là không lỗi lầm gì cả. Cột kéo sắt xi, keo chỉ zin các bác nhé. Đấy, keo chỉ zin cả xe, hoàn toàn không lỗi lầm gì hết. Rất là đẹp luôn ạ. Bác nào quan tâm mẫu xe này thì alo trực tiếp cho em Ngát Ô Tô qua số điện thoại là 0866010016 quý vị nhé. Và đây xin mời các bác anh chị bạn cùng em vào phần nội thất của xe. Đây ạ. Với phần nội thất của nó thì phải nói là rất là tươi và đẹp. Đây các bác nhé. Đấy, đây là phần khoang nội thất của xe này. Các bác xem này, nội thất của nó có màn hình Android xịn sò này. Hệ thống nội thất của nó đây các bác có thể xem này. Trần nỉ nguyên bản các bác nhé. Trần nỉ nguyên bản bọc ni lông này. Đấy, vô lăng của nó đây. Đó, màn hình này. Đây các bác có thể xem này. Xe quá chất luôn các bác ạ. Tắp lô tắp ly của xe đây. Đấy, phần tắp ly cánh cửa này các bác này. Đấy, quá chất luôn. Tất cả keo chỉ của xe đều zin nguyên bản nhé các bác nhé. Keo chỉ zin thì chắc chắn là một điều là cột kéo sắt xi nó sẽ zin nguyên 100% luôn. Đấy, tất cả cột kéo đều zin 100%. Đấy, các bác không phải lo gì hết các bác nhé. Xe bán ra là có bảo hành cho mọi người, có cam kết bảo hành cho mọi người là không lỗi lầm gì cả. Đấy, các cánh cửa đóng rất êm luôn. Đây các bác nghe cái cánh cửa này. Đấy, rất nhẹ nhàng với em nhé. Đấy, chốt cánh cửa này còn rất là sáng này. Đời 2016 nha các bác nhé. Đời 2016. Nội thất đằng sau đây ạ. Đấy, đẹp lung linh luôn các bác này. Đấy, nội thất đằng sau quá ok này. Đấy, đây là phần tắp ly cánh cửa bên ghế phụ đằng sau. Đấy, tất cả phần keo chỉ nó cũng đều là zin nguyên bản. Xe này thì em bao hồ sơ cho mọi người nhé. Em bao hồ sơ cho các bác luôn. Đấy, gầm bệ nó đây. Đây các bác nhé, gầm bệ này. Đấy, lốp dự phòng và kích lốp đầy đủ các bác nhé. Đấy, đây là số khung này. Đó. Đây, tất cả đinh bấm nhà máy đều zin hết. Và keo chỉ cũng là đều zin hết nha các bác nhé. Keo chỉ đều zin hết luôn ạ. Đấy, cam lùi đầy đủ hết này. Một mẫu xe quá là đẹp luôn quý vị anh chị bạn, quá là ok luôn. Đời 2016 anh chị bạn, giá là chỉ có trên 100 triệu đồng thôi. Trên 100 triệu đồng thôi ạ. Morning đời 2016. Máy gầm đại chất luôn các bác nhé. Đây các bác xem phần vô lăng của nó này. Vô lăng này. Đấy, quá đẹp luôn các bác ạ. Màn hình này, cũ số này. Đấy, xe này không mua thì các bác mua xe nào nữa đúng không ạ? Tầm tiền thì trên 100 dưới 200 triệu. Đây em sẽ mở máy cho các bác xem nhé. Đấy, máy móc thì nói chung là máy đại chất luôn các bác ạ. Máy không bàn với máy luôn nhé. Máy gầm của nó đại chất luôn. Đấy, không trêu đâu được các bác nhé. Mọi chức năng của xe hoạt động rất tốt luôn. Đây, kính kiếc này lên xuống này. Đấy, kính lên xuống này. Nó hơi rít một tí đấy.
Đấy, kính kiếp lên xuống vẫn bình thường luôn. Đấy, xi nhan. Đấy. Xe tuy nó chạy dịch vụ nhưng mà con này thì cam kết cho các bác là không lỗi lầm gì cả nhé. Tất cả keo chỉ của xe đều zin hết. Keo chỉ của xe đều zin hết nguyên bản. Điều hòa mát, mát lạnh luôn. Điều hòa con này thì các bác không phải chê nhé. Điều hòa mát lịm tim luôn. Đấy. Mặt táp lô có trang bị thảm giải táp lô này. Rất là đẹp các bác này. Đấy, thảm giải táp lô nhé. Đấy. Quá đẹp luôn các bác ạ. Đời 2016 mà xe đẹp như thế này thì các bác không phải lăn tăn gì cả nhé. Đây ạ. Đấy, em sẽ quay phần máy cho mọi người xem cái phần thang máy của nó nhé. Vâng các bác nhé, đây là phần tổng quan khoang động cơ máy của mẫu xe Morning đời 2016 các bác nhé. Đấy, máy của nó thì phải nói là cực kỳ chất luôn, không bàn được chất các bác ạ. Đây, máy đây. Đấy, khoang máy của nó thì rất là êm luôn, nổ cực kỳ êm nhé. Đấy, máy móc không bàn được chất luôn các bác. Đấy ạ, các bác nghe tiếng máy này. Đó. Đây nha, em đang cho lỗ máy nhé. Đấy. Đây là chủ xe độ nhé, chủ xe trang bị cái còi này. Đổ thêm cái còi này. Đấy. Trang bị thêm cái còi, đổ thêm cái còi ngân nhé. Tất cả đầu răng bên em có cam kết cho các bác các bạn là không lỗi lầm gì cả. Đấy, không lỗi lầm gì các bác nhé. Đấy, tất cả coi như là đều zin nguyên bản hết. Đó. Keo chỉ zin. Đấy. Không đâm đụng tai nạn, không ngập nước. Quá ok luôn các bác nhé. Vâng ạ, vừa rồi em ngắt ô tô vừa lên sóng chi tiết cho toàn thể quý vị anh chị bạn một cái mẫu xe nhỏ gọn tiết kiệm nhiên liệu. Đó là một mẫu xe Kia Morning đời 2016 với động cơ máy 1.25, phiên bản số sàn và giá chào bán là 185 triệu đồng. Em bao tất hồ sơ, bao vận chuyển toàn quốc cho mọi người. Bác nào quan tâm đến mẫu xe này, alo trực tiếp cho em ngắt ô tô qua số điện thoại là 0866010016 nhé. Và trước khi kết thúc video, rất mong mọi người ủng hộ cho bằng cách like kênh, chia sẻ kênh và đăng ký kênh để ủng hộ xem mắt ô tô nhé. Xin chào và xin hẹn lại quý vị quý anh chị bạn trong những cái mẫu video clip lần sau nhé.